Bà nhảy cái gì vậy? Có lẽ nào? Có lẽ nào? Chính là nó. Chính xác. Hãy cứ vô tư. Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai những hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và kế bên mình xin hiểu bạn đó chính là Sammy Đào. Sammy Đào. Thì mấy bạn đã đọc cái tiêu đề ngày hôm nay thì mình nghĩ chắc các bạn cũng biết video hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm về cái gì vậy, đúng không? Sammy có biết cái này chúng ta làm về gì không? Biết. Làm gì? Hôm nay mình sẽ reaction video TikTok. Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau reaction video Minecraft ở trên TikTok nha các bạn nha. Đó thì lần trước là chỉ có một mình thôi, nhưng mà có nhiều bạn bảo là anh ơi cho chị Sam vào reaction chung đi, cho nên ok lần này thì mình đã mời Sam vào đây để reaction chung mình rồi đây. Ok rồi, Sammy sẵn sàng hôm nay đi reaction Minecraft TikTok cùng với Phong chưa? Nói chung là tôi thấy bình thường các bạn ơi, tại vì tôi cũng hay reaction mấy video hoặc là Minecraft TikTok cũng nhiều view lắm. Đó. Vậy hả? Rồi ok. Vậy bây giờ không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video nha mọi người nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Let's go. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video TikTok đầu tiên nha các bạn nha. Thì vừa vô rồi chúng ta có thấy là có một cái nhân vật là Steve ở trong Minecraft nữa bạn. Thì để mình xem coi. Ok, lấy con heo bỏ vô trong giữa cái hồ. Ui, nó xoay vòng tròn kìa. Rồi sau đó là wow, để một cái đe lên trên đầu. Sao cái đe sẽ đập vô cái đầu, cái đầu nó dẹp xuống luôn bạn ơi, đỉnh vậy. Ui, kìa, wow. Đập vô cái đầu là ngu luôn chứ gì, sao nó dẹp dữ vậy. Ok, đâu để mình xem thử coi. Đây à, đặt block lên nè, sau để cái đe lên. Nó đập vậy là cái não thẳng này luôn á, hợp lý chưa? Biến thành cái trận thắng luôn, ghê dữ trời. Ôi, xịn xịn, đúng là Minecraft siêu ảo mà các bạn à, trời ơi. Bay lên trời luôn, ghê thiệt sự. Ê, tôi nói thật luôn, cái này nó ở Bình Dương chắc luôn á. Này tôi không biết có phải là Minecraft Bình Dương mấy bạn à, nhưng mà nói chung là cái này hay nha, tôi thấy cái này hơi bị hay luôn á. Nè, đào cái hồ nè, sau đó là để nước vô để tạo ra một cái lốc xoáy, để con heo vào giữa nè, sau đó là để một cái đen trên đầu để cái đầu nó dẹp xuống, rồi mới bắt đầu cưỡi lên con heo thì sao bay lên trời luôn. Ui, hấp dẫn hấp dẫn. Nhưng mà cái này chắc chắn ở trong Minecraft không làm được đâu bạn. Chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn. Dân chơi Minecraft khẳng định điều này. Rồi và tiếp theo nữa, chúng cùng nhau đến với một video tiếp theo thì hình thì sao đó? Video này hình như là animation hoạt hình Minecraft. Ok, để xem coi nó là gì đây. Thì ta có thể thấy là hiện tại đây là một cái ngôi làng có rất là nhiều TNT luôn bạn ơi, bạn nhìn nè, đó. Một ngôi làng rất là nhiều TNT. Và ông này đang cấp nước. Đó. Sammy nghĩ rằng là ông này sẽ làm gì? Ghen, một người bình thường khi chơi Minecraft khi thấy rất nhiều TNT là đặt xuống cho nổ bánh sành đó. Ok, cũng hợp lý đó. Được rồi, giờ chúng ta cùng nhau xem thử coi thanh niên này sẽ làm gì với đống TNT này nha các bạn nha. Nhìn là ngứa đó. Đốt cây đuốc lên nè. Ồ, đốt lên thiệt, Sammy đoán đúng rồi nè. Rồi, sau đó nổ. Ui. Trời ơi, nó nổ rung rinh luôn bạn ơi. Và ủa? Wow. Sao mà được? Thế giới tan biến luôn. Ồ. Nhưng mà khoan từ từ, có một cái này mà mình đang suy nghĩ nè các bạn. Đó chính là khi mà TNT nổ á, mà chúng ta núp ở trong cái khối bedrock như thế này nè, mà chúng ta vẫn có thể sống được sao? Mặc dù mình biết đây chỉ là hoạt hình đó, thôi hả? Nhưng mà mình không biết ở trong Minecraft có thể sống được hay không. Hay là bây giờ bọn mình vô Minecraft test thử không? Ok, để xem. Ok, tôi nghĩ là không sống được á. Để mình thử nha bạn, để mình thử xem thế nào nha. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Rồi, ok, bây giờ thì tôi đã cùng với Sammy, bọn tôi đã vào trong Minecraft nè bạn. Thì ở trong Minecraft á, thì tôi đã đặt ra một đống TNT như thế này nè, đó. Rồi, thì tôi không có làm nguyên cái thế giới như trong video được đâu. Tôi chỉ để một cái như đây thôi, nhưng mà như đây cũng nhiều rồi đó, phải ít đâu. Của anh mình có bị gì không á. Ok, được rồi, bây giờ mình sẽ lấy cho mình khối bedrock đúng không? Bedrock, bedrock đâu? Lên trên, thấy không? Bedrock ở trên mà. Đâu? À đây, khối bedrock nè. Rồi sau đó là mình sẽ lấy cho mình cái hộp quạt. Rồi, trước tiên á là mình cần phải xây cho mình một cái ngôi nhà ra bạn ơi, để mình có thể núp vào trong đó, để xem coi liệu rằng là cái kho đống bedrock này có thể bảo vệ được mình thoát khỏi cái đống TNT này không nha. Ok, đặt ra nè. Đó. Rồi, bây giờ tôi sẽ chỉnh thành game mod 0 nè. Sau đó là bắt đầu mình đốt một cái xong mình sẽ lắp lại, mình trốn nha bạn. Ok, chuẩn bị nè. 3 2 1. Đốt nè. Rồi. Lắp lại. Rồi ok. Để tôi sống không? Ui. Nổ
Hình như hết nổ rồi, hết nổ rồi. Ok rồi, mình vẫn sống nha bạn nha. Để mình ra ngoài xem coi. Wow, banh chành, banh chành banh luôn, nhưng mà mình vẫn sống nha bạn. Hồi nãy bạn thấy rõ ràng không, mình chỉnh là game sinh tồn và mình vẫn sống được. Ok, vậy là cái này 10 điểm nha, được nha. Sự thật nha, sự thật nha. Dạ dạ dạ. Ơi, tính ra là mấy cái này trong Minecraft mình test vậy cũng khá là vui ha. Ok. Ok, được, 10 điểm. Ok. À, rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp video TikTok tiếp theo nha bạn nha. Bắt đầu thôi, let's go. Để xem coi video TikTok tiếp theo là gì đây. Pháo hoa hả? Pháo hoa màu cá hả? Phải. Lần tôi biết nha. Cái này là mấy con cá, cái này là mấy con cá. Trời ơi, nổ đẹp quá vậy. Pháo hoa cá hả? Làm pháo hoa bằng mấy con cá mấy bạn ơi. Mấy con này mới thích nè, mấy con này mới thích nè. Đẹp nha, đẹp nha. Ui, làm pháo hoa bằng bằng mấy con mấy con mực nữa nè. Ê, làm thử không? Thử. Làm thử ở trong Minecraft không các bạn, chứ mình là mình thấy cái pháo hoa bằng bằng mấy con cá này là hơi bị đẹp luôn á. Ảo nha, không biết có làm ngoài đời được không nè, nha. Nè nè, nhìn nè, nhìn nè. Rơi xuống nè. Bùm 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 bùm. Như miếng ngon vậy á. Đẹp thực sự luôn á trời. Sammy muốn tôi thử làm cái này Sam coi không? Thử, để xem nó là sự thật không nha. Ok, rồi. Vậy bây giờ mình sẽ vô trong Minecraft mình test thử cho Sammy xem thử nha bạn nha. Bắt đầu thôi. Rồi, bây giờ thì tôi đã vào trong Minecraft nè bạn ơi. Thì ở trong cái video chúng ta xem á, thì chúng ta có thể thấy rằng là ở bên dưới người ta đã đặt một cái khối slime ở bên dưới nè. Để khi mà con cá nó rơi vô đây á, thì nó sẽ bị tưng ra các bạn ạ. Đâu, bây giờ tôi sẽ thử, tôi lấy quả trứng cá tôi bỏ vô thử nha. Ok, quả trứng nãy Sam bảo là con cá nóc nó đẹp đúng không? Đúng rồi. Ok, sẽ dùng trứng cá nóc nè, tôi sẽ bỏ vô đây, con cá nóc sẽ rơi xuống và nó tưng lên nè bạn. Gì thương quá. Nó tưng lên được nha. Ok, được. Vậy thì bây giờ tôi sẽ sử dụng bằng cá nóc nha bạn. Đây. Con. Hả? Gì? Để 1 chục con luôn đúng không? Đúng rồi, để nhiều vô chứ. Đây, tôi đã chuẩn bị cái này, tôi sẽ bật nó lên và một đống cá nóc sẽ rơi ở đây. Quá trời luôn. Ê, nhưng mà sao nó chết hết trơn rồi? Tôi tưởng đâu bằng tay chứ đập bằng ai được luôn hay vậy? Rồi, hút hết nước ra nè, sau đó đập cái này ra. Mà nó chết hết trơn rồi. Ủa? Vậy là nó không có thật đúng không? Không phải là do mình làm sai á. Nó chết hết trơn này. Rồi. À không, tôi có cách, mình tôi đặt cách. Ở ngoài đặt tay đi để cho nó thả luôn đi. Không, tôi để cho nó thả nó rơi xuống luôn. Đúng ok. Rồi. Rồi, đây làm lại nữa bạn. Hồi nãy là test là không được rồi, bây giờ mình sẽ làm lại lần nữa nha. Lần này chắc chắn là được. Ok, bắt đầu nè, chuẩn bị chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3 2 1 vô. Và Nhưng mà ủa, nhưng mà tại sao nó lại nhưng mà ở trong video thì mình thấy nó đẹp hơn nó, bạn ơi. Nó bùm chiếu rồi. Nó nổ còn ngoài. Nó rơi như giật nước mà. Nó rơi xuống mà nó không có được đẹp như trong video. Trong kia sao văng ra ta? Mình làm sai chỗ nào vậy đúng không? Không được. Test nhiều hay test ít đều không được các bạn ơi. Hai cái này á, một á nha là do là mình làm sai, hai là nó không có thật ở trong Minecraft. Đúng rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là do mình làm sai á sao mà chứ không làm y chang mà sao như vậy được, có nghĩa là cái người làm clip này đã làm trick gì không? Nó ghép những cái vô thôi. Đó. Không, cái này là do mình làm sai đó. Ok, thôi mình nghĩ là chắc là cái này là bọn mình không làm được. Ừ, cái này chắc là do bọn mình làm sai á các bạn ạ. Thôi rồi, chúng ta cùng nhau xem tiếp tục video TikTok tiếp theo nha các bạn nha. Let's go. Buồn quá bạn ơi, ở trong video người ta làm đẹp như thế này mà tại sao bọn mình lại không làm được ha Sam ha? Người ta là pháo bông, còn mình là pháo gì các bạn ơi. Thôi, mấy bạn nhìn nè, người ta làm hơi bị ảo luôn á. Mình nhìn, mình xem mà mình lé mắt luôn á bạn. Nhìn nó ảo, nó đẹp gì đâu luôn á trời. Đó, ui, dùng bằng mấy con. Wow, đẹp chứ hả? Nha. Ui, đẹp nha, từ để mình xem lại coi. Ê, dùng này cho được á Phong, đang tự đứng yên, cái tự nhiên một đúng cá rơi đầu mình cũng sợ á. Nhưng mà bọn mình làm không được, người ta làm được, bọn mình làm không được nè. Trời ơi, cái này có bạn nào biết cách nào để làm không? Hay là do bọn mình làm sai chỗ nào? Các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới chỉ cho bọn mình nha. Bọn mình sẽ test thử nha bạn. Chứ cái này là bọn mình làm không được. Hay, buồn ghê á. Rồi, ok, coi tiếp nào. Rồi, bây giờ đi xem coi. Ủa? Sao vừa vô mình thấy một con Enderman hình như đang quay TikTok hay sao? Các bạn, nó đang nhảy các bạn ạ. À. Tất nhiên. Ui gì vậy? Ui. Ê, con gà kìa. Ui, nhảy chất nha. Sam biết nhảy không? Sam biết nhảy không? Sam thử nhảy theo giống con Enderman này coi. Đây, nè. Tôi biết nhảy mà. Từ từ, đây, để tôi lấy điện thoại tôi quay cảnh sao nhảy. Sao ở đây, rồi. Rồi, bây giờ là một bên là con Enderman đang nhảy nè. Bây giờ các bạn hãy xem điệu nhảy của con Enderman này nha. Đây, điệu nhảy của con Enderman. Đó, hip hop. Đó, quá đẹp luôn. Rồi, Sammy nhảy được không? Nè, để xem coi. Rồi, lần thôi nha. Rồi, Sammy nhảy được coi. Bà nhảy cái gì vậy? Y
Thôi thôi bỏ đi bạn, bỏ đi bạn. Lớn ngại đúng không? Bỏ đi, bỏ đi. Rồi rồi, Sammy nhảy đẹp, Sammy nhảy đẹp. Rồi ok, bây giờ để mình xem coi con Enderman này nhảy. Ơ nhưng mà Sam, hình như tôi đang thấy là có con gà nó bên dưới đất nó chui lên nè bạn, bạn nhìn nè. Gà này cũng bình thường đâu. Bạn nhìn nè, có con gà Bình Dương ở dưới đất nó chui lên nè. Hả? Gà sống tại Bình Dương. Ơ nhưng mà con Enderman nó nhảy xong đạp, nó đạp vô con gà xong gà chết veo luôn, đạp cái. Ơ tôi thấy cái quần này quen quen Sam ơi. Có lẽ nào? Có lẽ nào? Chính là nó. Chính xác. Hay cứ vô từ chắc chắn luôn đâu, để mình xem coi đây là ai nha. Phong cận với ai? Đây là ai nha? Đây là ai đây? Enderman vẫn đang nhảy. Nhảy là nghi nghi rồi. Vẫn đang nhảy và sau đó ngước lên. Biết sao không? Biết sao không? Đạp giày ông này. Khứa áo xanh. Đúng khứa rồi. Áo xanh. Enderman đạp nè, đó đạp giày à, đạp giày. Ông này tức giận. Trời ơi bạn ơi, ở trong video của anh khứa áo xanh đó bạn, mà ai đạp giày ảnh là ảnh giận lắm luôn. Ủa thật hả? Tôi biết luôn á. Đúng rồi. Nè con Enderman nó đang đạp giày của ảnh nè. Bây giờ là để xem coi ảnh, xem coi ảnh sẽ làm gì với bạn ạ. Đây để mình xem coi. Ồ, kỳ này anh sẽ chạy. Rồi trời ơi, anh Enderman kỳ này anh chết với khứa áo xanh rồi. Trời ơi là trời. Tức to đầu luôn. Để coi anh khứa áo xanh sẽ làm gì đây. Anh đá cho cái văng 8m. Đá cho cái văng 8m luôn bạn ơi. Ôi chạy kìa, ôi chạy kìa, ôi ghê rồi, ghê, ôi trời ơi. Quá là đỉnh luôn, trời ơi. Đúng là anh gì ta, khứa áo xanh gọi là xăm chiếm TikTok của các bạn ạ. Idol. Anh áo xanh idol, xăm chiếm TikTok, bây giờ xăm chiếm qua bên Minecraft luôn, ghê thật sự. Đó, bây giờ chúng ta cùng nhau coi lại cú đá của anh khứa áo xanh nha. Đá một phát Enderman văng luôn rồi. Chạy nè, mê cái chạy nhất nè. Ôi chạy hơi bị ngầu luôn nha bạn, chạy mà tung đất tung trời luôn, ghê thật sự. Và sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Enderman đã dịch chuyển ra đằng sau rồi. Và sau đó Enderman đã tấn công anh ấy. Rồi, ai thắng nè? Rồi xong. Ơ bây giờ Sammy với tôi đoán đi, ai thắng? Tôi nghĩ á thì Enderman thì thắng, tại vì Enderman có sức mạnh, có phép thuật. Bạn nghĩ là Enderman của bạn mạnh như vậy sao? Tôi xin chia buồn cùng bạn nha. Tôi chọn khứa áo xanh. Vì sao? Tôi cá chắc là cái anh khứa áo xanh này ảnh sẽ gọi là mạnh hơn các bạn ạ. Ông lại ông dùng cái sức mạnh gọi là gì ta, cú đá xâm xét của ổng lại vậy? Không, tôi không biết, tại vì trong video TikTok thấy ảnh ngầu lắm, cho nên để mình xem coi ai thắng nha. Mấy bạn xem thử coi cùng với mình coi ai thắng nha. Ok, bây giờ người nào thua bị bún chán. Chơi không? Ok. Rồi, để xem coi ai thắng nè. Enderman lao vô đánh. Đánh vậy thôi chứ tí nữa anh áo xanh cũng thắng à. Để mình xem coi. Ui trời, cái gì mà đánh quá trời vậy? Đánh mà anh khứa xanh không kịp trở tay luôn, thấy chưa? Thua rồi. Ui đánh kìa. Trời đánh kìa. Trời đánh kìa. Trời ơi, thấy cà nhảy chưa? Thua rồi. Chưa hết video sao biết được, để xem thử coi. Mắc cạn luôn kìa. Rồi. Chuyện sẽ xảy ra. Ủa? Sao anh khứa xanh thành Naruto phân thân vậy? Không, cái này là anh em của anh khứa áo xanh. Rồi, kỳ này là Sam thua rồi. Không, lần này anh này khác nha. Anh này khứa xanh mông bự. Anh này khác nha. Sammy thua rồi. Anh khứa áo xanh của tôi vẫn thắng, ok. Ủa sao hết video rồi? Thấy chưa? Ủa, vậy là mình thua ta? Thua rồi, lấy clip khác rồi. Đây. Ok, chúng ta cùng nhau đến với clip tiếp theo nào. Bốn chán không nói nè. Sao mày nhớ ra vậy? Khứa xanh nè, hay vô tư và lạc quan. Ây da. Yêu thương ơi, sao nước mắt kia rồi. Tức quá mà mấy bạn ơi, tức quá mà. Không ngờ là mình lại thua được. Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau đến với video tiếp theo nào. Cay thiệt sự luôn á. Video tiếp theo chúng ta, tội nghiệp anh áo xanh quá. Trời ơi. Video tiếp theo chúng ta đang thấy là có Steve và Alex đang bị đang bị tấn công. Bị ai tấn công vậy? Ủa sao mắc lé hết vậy? Sao Steve với Alex bị mắc lé vậy trời? Alex với Alex là gì? Tôi thấy là hơi có vấn đề nha. Từ để xem coi. Chứ ai mắc lé bình thường đâu. Nè, sau đó là chế tạo ra cây kiếm. Chắc là chế tạo ra hai viên kim cương với một cái que là để chế tạo ra cây kiếm để đánh nhau với lại cái thanh niên mặc giáp kim cương. Tôi hiểu rồi. Ok. Đặt cái bàn chế tạo nè. Bây giờ là chế tạo cái kiếm nè, đúng không? Ủa sao cái kiếm méo xẹo vậy? Kiếm nó gãy vậy ta? Trời nè. Hay ta. Sau đó là bị đánh văng ra ngoài. Vô. Đúng thiệt các bạn ơi. Cái boomerang á bạn, nếu các bạn nào mà không biết á thì boomerang á là một cái loại mà gì ta, đồ chơi mà có thể chọi đi và sau đó nó bay và sau đó sẽ vòng ngược lại được. Đó là cơ chế bình thường boomerang nha. Đúng rồi, và cái cây kiếm này nó biến thành cái boomerang.
anh ta chọi cây kiếm này, sau đó là bị cái thanh niên giáp kim cương này đánh cho văng mất, nhưng mà cái cây kiếm nó vẫn quay lại được đó, nó quay lại xong nó xuyên vô. Ủa vậy là thắng luôn hả? Ghê mình là người gọi là thông minh nhất thế giới bạn ơi. Quá đỉnh. Trời ơi, tôi hơi bị thích cái pha này nha, hơi bị ngầu luôn. Trời, cái kiếm nó văng nè. Đó, trời ơi, quay ngược lại xuyên vô thanh niên này chắc kiểu ủa gì vậy. Rồi xong chết queo luôn. Ok, hay được rồi. Video tiếp theo chúng ta có thấy Spider-Man. Được là anh Spider-Man mọi người ạ, thần tượng của Kyron. Anh ấy đang chơi Minecraft. Đúng rồi, cầm cái này là biết là đang chơi Minecraft rồi các bạn. Ủa? Xây nhà, xây cửa đó. Vậy là Spider-Man chơi Minecraft hả ta? Để mình xem coi Spider-Man ở trong Minecraft sẽ như thế nào nha các bạn nha. Ok, xem thử nè. Từ. Rồi. Anh ta đang xây một ngôi nhà bằng gỗ. Anh ta có nuôi một bé cún. Bé cún đang ngồi đợi. Đang ngồi đợi anh ta. Ủa gì? Rồi xong bé anh cún. Anh chơi kỳ vậy? Bé cún bị rơi xuống dưới rồi. No, mà chiều cao thế này là chắc chắn là bé cún là toang rồi đó. Cố lên. Cứu được không anh? Cứu được không đây? Đỉnh nhở. Ôi cứu được rồi. Ôi dễ thương vậy, thiệt. Video này đúng dễ thương luôn á. Từ để mình xem lại từ đầu nha các bạn nha. Xem lại từ đầu đến cuối cho các bạn xem nè. Ok. Đó, đang xây nhà. Đang nhìn cái nhà. Thấy con cún. Rồi. Mấy cún thì lên dưới. Ôi trời ơi, đỉnh nha. Ai ghép đỉnh thật sự luôn á. Quá hay. Riêng cái video này tôi cho 100 điểm luôn. Quá là hay luôn, trời ơi. Dễ thương thiệt sự luôn á bạn. Rồi ok, chúng ta cùng nhau đến với video tiếp theo. Speedrun. Thấy không ổn rồi đó. Sam có biết speedrun là gì không? Đánh nhau mà theo kiểu là phiên bản chạy nhanh á, mình biết. Tào lao đánh nhau cái gì bà nội? Speedrun gì? Speedrun có nghĩa là sẽ phá đảo game nhanh nhất. Là giết cái con rồng á. Ôi vậy mà cũng chưa biết. Mày bắt đánh tôi. Ê, người ta búng chán. Thôi. Người ta búng chán, người ta đánh yêu nhẹ cái thôi đánh mà. Đánh cái nữa. Bà đánh tôi bằng cái remote này, tí nữa tôi vỡ đầu bây giờ. Ok. Mà. Rồi từ để xem coi. Đây là speedrun nha các bạn nha. Để mình xem thanh niên này sẽ speedrun bằng cách nào đây. Nhìn là không bình thường rồi. Ủa sao thuê tôi thấy gì đó hơi sai nha. Sao cái tay dài ra được vậy? Thấy chưa? Ủa. Thấy có bình thường chỗ nào không? Ồ, cái này là speedrun phiên bản bình dương. Wow, được. Cái này hay nè, speedrun phiên bản bình dương nha các bạn nha. Để mình xem coi. Lấy cây chọi xuống dưới đất. Sau đó là đi ngọc đúng không? Đi xuống bên dưới. Và Ủa? Tự nhiên không làm gì hết, tôi bị chết vô duyên quá. Ủa? Giống như kiểu tôi đang đứng. Ây da, trời hôm nay trời đẹp nhất. Bùm, cái chết quèo. Kỳ vậy trời. Thương thiệt sự luôn á. Tội nghiệp bộ xương ghê. Đó trời, ôi rồi. Rồi xong. Đi xuống. Lấy một cái gì đây? Pháo hoa hả? Tạo cái cổng địa ngục. Thấy hư cổ không? Cổng la ba kìa. Ủa cái khoan từ, cái cổng địa ngục gì mà nó nhỏ xíu vậy? Đúng thiệt là speedrun phiên bản Bình Dương bạn ạ. Cổng địa ngục của Bình Dương. Cái này ông này chắc tạo ra Minecraft á. Nên mưa làm gì làm á, thật luôn á. Ông còn cầm được cả cái khối lava lên trên tay luôn nè. Cầm cấu không? Cầm cái khối lava ở trên tay nữa bạn. Thiệt sự đúng là Minecraft Bình Dương. Ok rồi. Tạo cái cổng địa ngục nè. Cổng chui vô hả? Sau đó là chui vô. Bay bay nha. Sau đó là ông chế tạo cái gì đây? Ủa, cái thuyền hả? À? Bằng đá. Ủa, tính ra tôi nhớ là có thuyền gỗ mà làm gì có thuyền bằng đá. Mà thuyền bằng đá là chạy trên lava nha. Ừ, cũng hợp lý. Thuyền bằng gỗ là chạy trên lava nó bị cháy. Nhưng mà thuyền đá nó nặng sao đi được đúng không? Thì cái này là Minecraft Bình Dương. Ok, Minecraft Bình Dương ok. Không cãi. Rồi tiếp. Anh niên này chèo thôi. Không chèo nha, không chèo nha. Thuyền nó tự dẫn nha, thấy chưa? Ok, rồi sau đó là gì đây? Ôi, lâu đài dưới địa ngục. Lâu đài tiền ngát.
là Minecraft Bình Dương, trời ơi. Em đâu đâu không tính tới luôn mà mình không nghĩ là... mình không nghĩ đến bước này mà luôn. Mình nghĩ ông sẽ tới ông đào chứ không, ông hack game luôn, hack live luôn mà, hack game luôn. Mình tưởng là thanh niên sẽ tới đây đặt block sau đó leo lên. Là dữ lắm. Ai về đâu cái thuyền nó bám tường nó leo lên luôn. Thuyền gì cũng làm Spiderman ta. Ui đỉnh vậy. Ui. Thiệt buồn cười sợ luôn á. Rồi sau đó lên trên nè. Đi xe điện động vậy á. Rồi làm gì nữa? Ủa? Ồ, đỉnh. Nổ một phát chết hết mấy con quỷ lửa luôn. Wow, hay. Lấy que quỷ lửa nè. Hai con bắn nhau rồi. Rồi xong chạy. Rồi lấy ngọc Ender. À lấy ngọc Ender với lại que quỷ lửa là để chế tạo cái mắt đó các bạn, để đến chỗ hang con rồng. Ghê. Đúng không? Ông này tính toán đúng hay luôn á. Một phong cách vô cùng đỉnh cao. Bắn xuống cho nó nổ để văng quay về cánh cửa. Nhưng mà đi lùi nha, không thèm nhìn đường luôn nha. Đi lùi luôn. Nhắm mắt đi rồi đó. Ồ, xịn. Wow, quay về rồi. Rồi. Bay luôn. Bay luôn, trời ghê vậy. Ui, bay luôn, bay như Superman luôn. Thiệt ơi, đỉnh. Đỉnh gì luôn á. Đỉnh thiệt sự. Trời ơi, trời. Kiểu nhắm mắt tới nhà luôn á. Bay. Bay như Superman luôn. Bên đây. Ồ, rơi xuống dưới. Tôi nhiều. Wow, đi thẳng xuống dưới đây luôn hả? Ghê. Cái đầu bị cứng lắm á. Rồi sau đó qua bên đây. Cái sao, chị không thấy không bình thường không? Thôi nhìn nè. Ồ, biến ra cây cung to hơn. Dạ, yeah, xịn. Đặt một đống pháo hoa lên và sau đó. Thấy chưa mấy bạn, thấy không? À, tôi thấy tội nghiệp cho con rồng quá các bạn ạ. À. Bắn nè. Đó, nổ. Xong rồi đó. 1 phút 50 giây. Quá đỉnh. 1 phút 50 giây. Vỗ tay cho sự hack live này mà. Các bạn ơi, và coi như là video từ nãy giờ bọn mình đã cùng nhau reaction này. Thật sự là video hôm nay quá hay luôn. Mấy bạn đã gửi cho mình quá là nhiều video TikTok hay là hay luôn. Và nếu như bạn nào muốn gửi cho mình thêm những video TikTok tiếp theo để mình reaction nữa, các bạn có thể vào trong Facebook của mình và gửi qua cho mình bằng tin nhắn nha, thì mình sẽ reaction nha bạn. Còn bây giờ mình nghĩ rằng là video hôm nay đây cũng rất dài rồi, cho mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và thật sự là từ nãy giờ mình chắc là mình thích nhất vẫn là thích nhất là pha của anh áo xanh đó bạn ạ. À. Thời anh áo xanh mình thích nhất pha anh chạy. Anh ôi trời ơi, anh chạy ngầu quá. Chạy trời hơi thì ngầu luôn. Trời ơi. Anh chạy bay trời bay đất luôn, em thích của anh ơi. Ok, và coi như video ngày hôm nay bọn mình đã cùng nhau reaction xong những video mà mấy bạn đã gửi cho bọn mình rồi. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh của Sammy để đăng ký hội cho Sammy nữa nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nếu như bạn muốn bọn mình tiếp tục reaction thì hãy nhấn nút like cho video này đạt được 10.000 like thì mình sẽ reaction tiếp nha. Ok. Bye bye. Are the king, hello team, hello team.